Chào mừng cả em đến với chương trình dạy học online của trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ. Chương trình ôn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, môn học giáo dục công dân, chuyên đề 3, các quyền tự do cơ bản của công dân. Đến với chuyên đề 3, các quyền tự do cơ bản của công dân. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu các nội dung cơ bản như sau. 1. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 2. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. 3. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. 4. Quyền tự do ngôn luận. Chúng ta đi vào quyền thứ nhất. Đó là quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Pháp luật quy định như sau: không một ai, dù ở cương vị nào, có quyền tự ý bắt và giam giữ người vì những lý do không chính đáng hoặc do nghi ngờ không có căn cứ. Từ tiền bắt người và giam giữ người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Pháp luật quy định trong các trường hợp sau mới được phép bắt giam giữ người. Trường hợp 1, viện kiểm sát, tòa án trong phạm vi thẩm quyền theo quy định của pháp luật có quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Trường hợp 2, bắt người trong trường hợp khẩn cấp. Đối với trường hợp này, thẩm quyền thuộc về cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Trường hợp 3, bắt người phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. Đối với trường hợp này, thẩm quyền thuộc về tất cả mọi người. Nội dung thứ hai, quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Pháp luật quy định như thế nào về quyền này? Thứ nhất, chỗ ở của công dân được nhà nước và mọi người tôn trọng. Không ai được tự tiện vào chỗ ở của người khác, trừ trường hợp pháp luật cho phép. Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của người khác trong những trường hợp sau đây. Trường hợp 1, khi có căn cứ khẳng định chỗ ở, địa điểm của người nào đó có công cụ, phương tiện để thực hiện tội phạm hoặc có đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án. Trường hợp 2, khám xét chỗ ở người khác khi cần bắt người đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẩn tránh ở đó. Chú ý, mọi trường hợp khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định và chỉ có người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền ra lệnh tiến hành. Chúng ta chuyển qua nội dung thứ ba. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật về thư tín, điện thoại, điện tín của công dân. Pháp luật quy định như sau: thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn và bí mật. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cụ thể như sau: một, không ai được tự tiện bóc, mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điện tín của người khác. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Có thể xử lý trách nhiệm hành chính hoặc trách nhiệm hình sự.
dung thứ tư, đó là quyền tự do ngôn luận. Pháp luật quy định như sau: công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. Quyền tự do ngôn luận được thể hiện qua các nội dung như sau. Một là công dân có thể sử dụng quyền này tại các cuộc họp ở trường học, cơ quan, thôn, xóm. Hai là công dân có thể viết bài gửi đăng báo, bày tỏ quan điểm, ý kiến của mình về các vấn đề trong đời sống xã hội. Ba là đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp. Như vậy, chúng ta đã tìm hiểu xong lý thuyết về bốn quyền tự do cơ bản của công dân. Và nhằm giúp các em tìm hiểu sâu hơn, nắm vững kỹ hơn các kiến thức đã học, chúng ta qua làm một số bài tập trắc nghiệm như sau. Câu 1. Để thể hiện quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân, đòi hỏi mỗi người phải A. Tôn trọng chỗ ở của người khác, B. Tôn trọng bí mật của người khác, C. Tôn trọng tự do của người khác, D. Tôn trọng quyền riêng tư của người khác. Câu 2. Khẳng định nào sau đây là đúng với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? A. Bất kỳ ai cũng có quyền khám xét chỗ ở của người khác. B. Cơ quan điều tra muốn thì khám xét chỗ ở của công dân. C. Thủ trưởng cơ quan khám xét chỗ ở của nhân viên. D. Công an khám nhà của công dân khi có lệnh của cơ quan có thẩm quyền. Như vậy, với câu 1, chúng ta chọn đáp án chính là A, là tôn trọng chỗ ở của người khác. Và đáp án của câu hỏi số 2 chính là D, công an khám nhà của công dân khi có lệnh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Câu hỏi 3. Theo quy định của pháp luật, công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người đang A. cách ly y tế, B. khai báo dịch tễ, C. bị truy nã, D. cần bảo trợ. Câu hỏi số 4. Cho rằng trong quá trình xây nhà, ông A đã lấn chiếm một phần lối đi chung của xóm, nên bà C bực tức xông vào nhà ông A chửi mắng và bị con ông A bắt rồi nhốt trong nhà kho 2 ngày. Vậy con ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Bất khả xâm phạm về danh tính. C. Được pháp luật bảo vệ danh dự nhân phẩm. D. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư. Chúng ta quan sát câu hỏi số 3. Và đây là một trong những câu hỏi có trong đề minh họa của Bộ Giáo dục năm 2020. Vậy với câu hỏi số 3, chúng ta có đáp án chính là đáp án C, đó là bị truy nã. Câu hỏi 4. Với câu hỏi 4 thì chúng ta chú ý cái từ khóa cuối cùng trong câu hỏi này là con ông A đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? Và cụm từ ở đây chúng ta cần nhớ đó là ông A bắt rồi nhốt trong nhà kho 2 ngày. Vậy đáp án chính là A.
quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Câu hỏi 5. Quyền tự do ngôn luận là A. Tự chủ trong các quan điểm về chính trị xã hội của công dân. B. Một trong các quyền tự do cơ bản của công dân. C. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân. D. Quyền được nhà nước bảo đảm và phát triển của công dân. Câu 6. Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước là A. Quyền tự do ngôn luận, B. Quyền tự do phát biểu, C. Quyền tự do phát ngôn, D. Quyền tự do chính trị. Với câu hỏi 5, câu hỏi 6, chúng ta có lần lượt cả đáp án như sau. Câu 5, đáp án chính là B. Một trong các quyền tự do cơ bản của công dân. Câu 6 chính là đáp án A, là quyền tự do ngôn luận của công dân. Câu hỏi 7. Theo quy định của pháp luật, không ai bị bắt nếu không có quyết định của tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của viện kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội. Đáp án A, quả tang. B, nghi ngờ. C, trước đó. D, rất lớn. Câu 8. Ông P, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã X, nhận được tin báo ông E thường xuyên tổ chức đánh bạc ăn tiền, làm mất an ninh trật tự xóm làng, nên yêu cầu anh A và anh S là công an xã giam giữ ông E 3 ngày để điều tra. Ngay sau khi được thả ra, ông E đã thuê anh L bắt cóc và đánh con ông P. Những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? Đáp án A. Anh A, anh S và anh L. B. Ông P, ông E, anh S và anh A. C. Ông E, anh S và anh A. D. Ông E, ông P, anh A, anh L và anh S. Chúng ta cùng tìm đáp án cho câu số 7. Chính là A, quả tang. Câu hỏi số 8. Chúng ta đọc lại một lần nữa tình huống. Sau đó, chúng ta xác định từ khóa cuối cùng ở đây chính là hỏi rằng những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Chúng ta có đáp án như sau. Đó chính là D. Ông E, ông P, anh A, anh L và anh S. Đối chiếu với câu hỏi với tình huống thì chúng ta dễ nhận thấy những người đã vi phạm chính là ông E, ông P, anh A, anh L và anh S. Câu hỏi 9. Vì đang nợ một khoản tiền lớn không có khả năng chi trả, anh P nảy sinh ý định cướp tài sản của anh T, giám đốc công ty X, nơi anh P đang làm việc. P đã rủ C và N khống chế bắt nhốt anh T vào phòng kín 3 ngày để ép anh T phải ghi giấy nợ 200 triệu đồng. Phát hiện sự việc, Quy là em trai anh T đã nhờ Hát đến giải cứu anh. Vì quá bức xúc nên Quy đã đánh anh P bị thương nặng, phải nhập viện điều trị. Hành vi của những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? A.
anh P, anh Q và anh N. B, anh Q, anh C và anh N. C, anh N, anh H và anh T. D, anh P, anh C và anh N. Câu 10. Chỉ được khám xét nơi ở của công dân trong trường hợp nào sau đây? A, lấy lại đồ đã cho mượn nhưng người đó đi vắng. B, nghi ngờ nhà đó lấy trộm đồ của mình. C, cần bắt người bị truy nã đang lẩn trốn ở đó. Và D, bắt người không có lý do. Như vậy, trở lại với câu hỏi số 9 thì chúng ta tìm đáp án. Và trước khi tìm đáp án thì chúng ta cũng chú ý cái từ khóa cuối cùng trong câu hỏi này là hỏi hành vi của những ai dưới đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Và đối chiếu với tình huống và đáp án thì chúng ta có đáp án đúng chính là D, anh P, anh C và anh N. Nhìn lên tình huống thì chúng ta nhận thấy rằng anh P đã rủ anh C và anh N khống chế bắt nhốt anh T vào phòng kín 3 ngày. Câu số 10. Theo quy định của pháp luật thì chỉ được khám xét của nơi ở của công dân trong trường hợp. Đó chính là đáp án C, cần bắt người bị truy nã đang lẩn trốn ở đó. Câu 11. Ai có quyền bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điền tín của người khác? A, mọi công dân trong xã hội. B, cán bộ công chức nhà nước. C, người làm nhiệm vụ chuyển thư. D, những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Câu 12. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điền tín thuộc về quyền A, bí mật của công dân. B, bí mật của công chức. C, bí mật của nhà nước. Và D, bí mật đời tư. Câu 13. Khám chỗ ở đúng pháp luật là thực hiện khám trong trường hợp nào sau đây? A, do pháp luật quy định. B, có nghi ngờ tội phạm. C, cần tìm đồ vật quý. D, do một người chỉ dẫn. Như vậy chúng ta lần lượt xem lại các câu hỏi và chúng ta sẽ chọn đáp án. Với câu 11, ai có quyền bóc mở, thu giữ, tiêu hủy thư, điền tín của người khác? Và theo quy định của pháp luật thì đáp án đúng ở đây chính là D, những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Câu 12. Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điền tín thuộc về quyền bí mật đời tư chính là đáp án D. Câu 13. Khám chỗ ở đúng pháp luật là thực hiện khám trong trường hợp. Đáp án đó là A, do pháp luật quy định. Câu 14. Công dân kiến nghị với đại biểu quốc hội là nội dung của quyền A, chính trị. B, được bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. C, tự do ngôn luận. D, bất khả xâm phạm về thân thể. Câu 15. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể. Việc bắt giữ người phải theo đúng quy định của A, pháp luật. B, địa phương. C, công an. Và D, tòa án.
Chúng ta sẽ tìm đáp án cho câu hỏi số 14. Với câu hỏi số 14, đáp án chính là công dân kiến nghị với đại biểu quốc hội là nội dung của quyền tự do ngôn luận. Đáp án C, câu 15. Như chúng ta đã tìm hiểu về nội dung lý thuyết ở đầu bài, thì chúng ta tìm đáp án cho câu 15 chính là A. Công dân có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, việc bắt giữ người phải đúng quy định của pháp luật. Câu 16. Trong cuộc họp của công ty, ông P là tổng giám đốc đã ngắt lời không cho chị N phát biểu phê bình chủ tịch công đoàn. Khi anh A đang trình bày ý kiến ủng hộ quan điểm của chị N thì bị ông H là phó giám đốc ra lệnh cho anh M là nhân viên bảo vệ ngoài hội trường buộc anh A phải ra khỏi cuộc họp. Những ai dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân? A. Ông B, ông H và anh M. B. Ông H và anh M. C. Ông P và ông H. D. Ông B, ông H và chị N. Với câu hỏi này, từ khóa cuối cùng của câu hỏi cũng chính là những ai dưới đây vi phạm quyền tự do ngôn luận của công dân? Đối chiếu với tình huống nhân vật trong câu hỏi thì chúng ta có đáp án chính là C, ông P và ông H. Đối chiếu với tình huống chúng ta thấy rằng ông P đã là tổng giám đốc nhưng đã ngắt lời không cho chị N phát biểu. Và ông H là phó giám đốc thì ra lệnh cho anh M là nhân viên bảo vệ ngoài hội trường buộc anh H phải ra khỏi cuộc họp. Vậy trong tình huống này, ông P và ông H là người vi phạm quyền tự do ngôn luận. Câu 17. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành. A. Khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. B. Khi có người kể lại là nhìn thấy một người nào đó đã thực hiện tội phạm. C. Khi cần giữ gìn an ninh trật tự. D. Khi nghi ngờ một người nào đó thực hiện tội phạm. Câu 18. Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi cần. A. Sử dụng dịch vụ chuyển phát. B. Xác minh địa giới hành chính. C. Tiến hành điều tra tội phạm. D. Tìm hiểu cước phí viễn thông. Đây là câu hỏi nằm trong đề minh họa của Bộ Giáo dục năm 2020. Vậy với câu hỏi này thì chúng ta chọn đáp án nào? Thì tí nữa chúng ta sẽ quay lại. Bây giờ chúng ta chọn đáp án cho câu hỏi số 17. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành. A. Khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Câu 18. Theo quy định của pháp luật, cơ quan có thẩm quyền được thu giữ thư tín, điện thoại, điện tín khi cần. Đáp án ở đây chính là C. Tiến hành điều tra tội phạm. Câu 19. Hành vi nào sau đây là xâm phạm
an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. Câu hỏi này cũng có trong đề minh họa của Bộ Giáo dục năm 2020. A. Kiểm tra số lượng thư trước khi gửi. B. Nhận thư không đúng tên mình gửi, trả lại cho bưu điện. C. Tự ý mở thư tín của người khác. D. Đọc dùm thư cho bạn khiếm thị. Câu 20. Ý kiến nào dưới đây sai với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân? A. Công an được khám nhà tội phạm khi có lệnh của Viện Kiểm sát. B. Công an được khám nhà tội phạm khi có lệnh của Thủ trưởng Cơ quan điều tra. C. Công an được khám nhà khi có quyết định của Tòa án Nhân dân. D. Nhân viên được khám nhà đồng nghiệp khi có lệnh của lãnh đạo cơ quan. Chúng ta sẽ tìm đáp án cho câu 19. Hành vi nào sau đây là xâm phạm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, đến chính? Chính là đáp án C, tự ý mở thư tín của người khác. Đáp án câu 20 chính là đáp án D, nhân viên được khám nhà đồng nghiệp khi có lệnh của lãnh đạo cơ quan là sai với quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. Câu 21. Nghi ngờ chị M ngoại tình với chồng mình, chị H thuê anh K chặn đường bắt chị M nhốt lại nhà kho của nhà mình để xét hỏi. Tình cờ trở về nhà tại thời điểm đó, chồng chị H khuyên can vợ dừng lại và đưa bằng chứng chứng minh sự trong sạch của mình, nhưng chị H không nghe. Những ai trong trường hợp trên vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? A. Chị H và anh K. B. Chị M, anh H và K. C. Đó là anh K, chị H và chồng. D. Chị H và chồng. Câu 22. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi bắt người đang thực hiện hành vi nào sau đây? A. Điều tra vụ án. B. Cướp giật tài sản. C. Theo dõi nghi phạm. Và D. Thu thập vật chứng. Với câu hỏi 21, chúng ta đọc lại một lần nữa tình huống, sau đó chúng ta đối chiếu với đáp án thì chúng ta sẽ tìm ra đáp án đúng. Với từ khóa ở đây yêu cầu là những ai trong trường hợp trên vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. Đáp án đúng chính là chị H và anh K. Và đối chiếu với tình huống thì chúng ta thấy chị H đã thuê anh K chặn đường bắt chị M và nhốt tại nhà kho để xét hỏi là xâm phạm về thân thể của công dân. Câu 22. Công dân không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi cần bắt người đang thực hiện hành vi nào sau đây? Đó chính là đáp án B, cướp giật tài sản. Và đây chính là hành vi phạm tội quả tang. Như vậy chúng ta đã cùng nhau ôn luyện lại về nội dung lý thuyết của các quyền tự do cơ bản của công dân và một số câu hỏi trắc nghiệm nằm trong nội dung của các quyền tự do cơ bản mà chúng ta đã ôn luyện. Xin chân thành cảm ơn các em đã lắng nghe. Chúc các em ôn thi tốt. Tạm biệt và hẹn gặp lại.